trồng cái chất thế nào này, trồng lắm các bạn ạ. Đây nha, cái đoạn này là phải rơi tầm 7 mét độ sâu này, trồng như này. Đấy, thế mà anh Dũng vẫn đứng được này. Đấy, trồng chưa, thấy đáy luôn này, thấy đáy. Nào xuống nhá. Con này bé quá. Đổ. Mày mình. Từ. Bái đây. Nhưng mà đâu? Đặt mà. Nhưng mà sao lại làm ngang? Nó phải thế này chứ. Tôi xem à. Bàn mai to bằng cái mặt em à. Trong. Nướng mỡ hành nha. Đây. Vào mồm à? Quan trọng gì? Thì nướng cho mồm hết, con đi đấy. Lại một con nữa các bạn nhá. Ôi giời ơi. Ăn ở nhà này, cái này nó bé mà sao ra nó to thế nhỉ? Ui, mình bắt được ốc hay sao ấy? Cái miếng ốc tính sao? Ốc thật, đúng rồi, ốc thật đây. Nhìn đây à? Của mình à? Mình. Ủa nó bám cái gì? Có cái nhỏ. Ủa. Ủa, nhìn kỹ này, nhìn bề mặt này. Đấy, thấy chưa? Nhỏ lắm. Ừ, nhưng phải là nhỏ lắm thôi. Áo phao của ai kìa? Đỏ kìa. Ốc này, ốc đĩa này. Bao tiền cân? Úi giời ơi. Đấy, đúng là anh em bắt này. Ừ, nghĩa mà không phải là cua đâu. Có nước chấm hải sản. Rất là đầy đủ. Yeah. Ui.
trên biển à? Ôi ôi ôi. Để em bỏ máy xuống. Cả đàn luôn á. Hơn trước cửa. Chà bá hơn vật của mình. Con ốc lợn này. Con ốc lợn mà mình vẫn bán này. Ủa? Ăn được. Ăn được mà. Ủa? Này. Xem vỏ đi. Ừ, vỏ đây. Vỏ đem ấy. Ừ, vỏ ê, có khắc Hạ Long ấy. Ở mấy cái ngách to như này chú ơi. Ngách ngách chứ kiểu có lỗ nha. Ôi lỗ cắm nó gãy luôn, ghê nhỉ. Đâu? Nó gãy bên trong ấy.